hiểu hơn kinh Nikaya. Nếu như mà quý vị có học cái lớp kinh Trung Bộ, cái bài đầu tiên thì sư đã nói rồi, đó là cái xét về nguồn gốc ấy, thì kinh Tạng Pali, tức là kinh Tạng Nikaya, gần sát hơn, gần sát với lời dạy của Phật hơn. Còn cái bộ A Hàm đó là chuyển ha, chuyển từ Pali, từ Pali nè, dịch qua, chuyển qua Sanskrit, từ Sanskrit chuyển qua Hán Tạng, rồi từ Hán Tạng đó mới dịch qua tiếng Việt, tức là chuyển qua 4 lần như vậy. Mà ai có đọc được Hán Tạng ấy, chứ không phải đọc tiếng Việt nha, thì vì đó phải công nhận rằng cái bản tiếng Hán ấy dịch qua tiếng Việt nó không hoàn toàn chuyển ngữ được. Thì như vậy làm sao mà mình chắc chắn là từ Bali qua Sanskrit là hoàn toàn chuyển ngữ được? Rồi Sanskrit mà chuyển qua Hán làm sao hoàn toàn chuyển ngữ được? Và từ Hán mà chuyển qua Việt nữa, thì như vậy qua 4 lớp như vậy đó, cái khả năng chính xác của bản gốc á, nó không có nhiều. Cái vấn đề thứ hai là còn trong khi đó Bali thì chuyển qua tiếng Việt nó cũng không hoàn toàn chính chuyển tải được 100%, nhưng mà ít nhất á, nó đỡ thông qua nhiều tầng lớp. Hơn nữa Bali còn có bản gốc, ai mà muốn hiểu cách thấu đáo quay lại đọc Bali ha, đọc Bali, tìm hiểu nghiên cứu Bali thì sẽ biết được bản gốc. Còn Hán Tạng rất tiếc đã mất bản gốc. Thì như vậy đó, cái độ tin cậy đối với các nhà học thuật ấy, độ tin cậy của bản Pali thì nó tin độ tin cậy cao hơn. Thành ra là các sư thì vẫn ưa thích cái chuyện là trích từ ở trong kinh Nikaya hơn là từ trong Hán Tạng. Đương nhiên thì cũng trong một vài trường hợp thì cũng sẽ có sự so sánh. Thí dụ như cá nhân sư khi mà sư nghiên cứu một cái đoạn kinh nào đó thì sư sẽ nghiên cứu luôn cái bản dịch tiếng Anh lẫn bản tiếng Hán. Đấy, để xem coi cái đoạn, tại vì có khi đó mình không chắc lắm cái nghĩa đó, có khi các vị mà Hán Tạng thì các vị dùng cái tiếng Hán á, thì mình quen thuộc hơn thì mình sẽ dễ hiểu hơn là dùng cái tiếng Anh. Thì trong trường hợp đó thì dùng với cái vai trò là tham khảo để hiểu được cái bản gốc. Chứ còn trích dẫn á, thì trích dẫn cái gốc thì nó chính xác hơn.